Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ, và trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách lấy cái gift code mới nhất của cái tựa game Tiểu Yêu Tầm Đạo anh em ơi. Đầu tiên thì anh em phải truy cập vào trong cái group Tiểu Yêu Tầm Đạo Fantab anh em nhé. Sau đó anh em vào đúng cái bài post này, nó vừa mới đăng khoảng 17 phút trước thôi, thì cái đường link của bài post này mình sẽ để luôn dưới phần mô tả cũng như là bình luận để cho anh em click vào một phát nó ra luôn nha. Event mang tên là ôn lại lịch sử nhận cốt cực VIP. Bước đầu tiên thì phải trả lời câu hỏi là chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra bao nhiêu ngày. Bước 2 là like, comment bài viết, kèm tag 3 người bạn. Bước 3 là báo danh nhận cốt. Thời gian chỉ diễn ra từ mùng 6 tháng 5 đến 0 giờ ngày mùng 7 tháng 5 anh em nhé. Tức là nó chỉ có mấy tiếng thôi, anh em làm nhanh thì không hết anh em nhé. Rồi, bước đầu tiên là mình phải trả lời câu hỏi cái đã. Chiến dịch Điện Biên Phủ thì diễn ra trong vòng 56 ngày đêm. Ở đó mình tag 3 người bạn, mình ấn comment phát nha anh em. Ok, tiếp theo là mình sẽ ấn yêu thích. Rồi, thả yêu thích cũng được nha. Tiếp tục nữa là mình sẽ báo danh nhận code anh em nhé. Ấn vào cái đường link của cái bài post đó. Rồi, nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Tiểu Yêu Tầm Đạo mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ok, nếu như anh em mà chưa đăng nhập Gmail thì phải đăng nhập Gmail vào nhá. Tiếp theo là mình sẽ tích vào cái ô là lưu lại email này để thêm vào câu trả lời. Tên Facebook của mình là Philo thì mình nhập là Philo, và bây giờ mình ấn gửi nha. Đó thì gift code sẽ được gửi trong vòng 48 giờ anh em nhé. Tiếp theo là một cái event nữa, chúng ta cũng có thêm một cái gift code, đó chính là tham gia cái sự kiện Tiểu Yêu Tầm Đạo có mặt tại Gameverse 2024. Chúng ta chỉ cần comment, like và share bài post này về trang cá nhân kèm theo cái hashtag là TITD Gameverse 2024. Thế là chúng ta hoàn toàn có thể nhận được một cái gift code nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ làm luôn nhá. Đầu tiên là like này. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái hashtag TITD Gameverse 2024 nhá. Sau đó là mình sẽ ấn chia sẻ này. Chia sẻ ngay công khai nha. Đây, mình sẽ để cái hashtag vào đây. Đó, ấn chia sẻ ngay. Rồi, chờ một chút. Đấy, chia sẻ thành công trên trang cá nhân của bạn rồi. Để cho chắc cốp thì mình về trang cá nhân của mình, chụp màn hình cái bài post mình vừa chia sẻ. Sau đó là mình sẽ comment là đã tham gia kèm theo một cái hashtag TITD Gameverse 2024 nữa. Bây giờ chờ AD phát code thôi anh em ơi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn anh em cách để làm nào có thể kiếm được hai cái gift code mới nhất bằng cách là tham gia event trên Facebook nhá. Anh em cố gắng tham gia để nhận thêm mấy code sĩ nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.